Ok, xin chào chị các bạn. Mọi người thấy ở đây quen thuộc không? Đây là cái công viên gần nhà mình nè. Mình rất là hay ra đây để tập thể dục, chơi đàn, đọc sách. Rồi tranh thủ làm những cái clip để mình chia sẻ về cuộc sống Canada, về những cái thông tin về di trú Canada cho anh chị các bạn tham khảo. Thì mình hiện tại đang ở đây này. Ok, thì ở các clip hôm nay mình sẽ nói về cái triển vọng định cư Canada trong 3 năm sắp tới. Nó có thực sự là dễ như là nhiều người vẫn nói hay không? Và cái thứ hai là cái gợi ý của mình cho những anh chị các bạn mà có ý định đi Canada sẽ định cư thì phải làm như thế nào để cho cái cơ hội của mình nó cao lên ha. Ok, thì vào cái phần thứ nhất là về cái triển vọng Canada, định cư Canada ha. Thì nói chút xíu về cái chính sách nhập cư Canada từ năm 2023 đến năm 2025. Thì ở các clip trước mình cũng có làm cách đây mình nghĩ là cũng vài tháng rồi, về cái chính sách nhập cư của chính phủ Canada trong khoảng thời gian đó. Thì vắn tắt là trong 3 năm sắp tới, chính phủ Canada sẽ chào đón 1,5 triệu thường trú nhân mới, nghĩa là trung bình một năm thì khoảng 500.000 người sẽ được cấp thường trú nhân, khoảng trên dưới á, trên dưới 500.000 người á. Và thật sự cái con số này nó rất là ấn tượng, và có thể nói là nó rất là gọi là các cái cơ hội rất là lớn cho anh chị các bạn luôn đó. Nhưng mà thật sự khi mà nhìn lại cái tình hình thực tế ở Canada thì mọi người phải nên suy nghĩ lại. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Thì theo cái thống kê gần đây nhất á, từ khoảng từ tháng 3 năm 2023 á, thì ở Canada có hơn 800.000 du học sinh và hơn 400.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Canada. Thì cộng hai cái nhóm chính này lại, mọi người có thể thấy là trên dưới 1,2 triệu người đang học tập làm việc tại Canada, và đương nhiên là họ muốn xin định cư Canada rồi. Nghĩ là 10 người đi thì phải 8-9 người là muốn ở lại rồi. Đó, 1,2 triệu người ở Canada và đang có ý định xin định cư. Và chưa kể là vì cái tình hình chiến tranh trên thế giới, như là Nga, Ukraine, thì chính phủ Canada có chính sách là hỗ trợ cho công dân Ukraine đến Canada. Thì cũng cái thống kê vào tháng 3, ngày 16 tháng 3 năm 2023 thì đã có hơn 900.000 bộ hồ sơ ở Ukraine xin đến Canada ha. Và trong đó thì khoảng 600.000 đã được duyệt rồi. Thì số còn lại mình nghĩ nó sẽ được duyệt rất là nhanh chóng thôi. Thì nó vô hình chung nó làm cho cái số lượng người ở Canada nó sẽ tăng lên, cái số lượng người mà muốn xin định cư á, nó tăng lên rất là nhiều. Thì sẽ trên dưới là 2 triệu người đó. Và mỗi năm thì chỉ có trên dưới là 500.000 người có thể là được cấp thẻ xanh thôi. Thì mọi người có thể thấy là cái sự cạnh tranh. Chưa kể là vì cái chính sách nó mở rộng như vậy, nhiều người thấy cơ hội và họ đến đây, bắt đầu là du học sinh tới rồi lao động ngoài tới, nó lại làm cho có cuộc đua ngày một khốc liệt ha. Thật sự rất rất khó khăn chứ không phải là dễ dàng gì. Vì vậy mọi người phải cân nhắc rất là kỹ, phải có cái kế hoạch rất là cụ thể để mà có thể mà mình hoàn thành được cái mục tiêu của mình ha, để tránh cái việc là bị mất tiền và mất cái thời gian công sức của mình đó. Thì cái gợi ý của mình ở cái phần thứ hai của các clip này cho anh chị các bạn, nếu mà muốn đi Canada thì hãy suy nghĩ đến những cái việc như sau. Thứ nhất á, là nếu mà đi học thì hoặc là đi làm thì chọn những cái ngành nghề nó phù hợp, những cái ngành nghề mà đang có cái nhu cầu cao tại Canada. Thì ba cái nhóm ngành nghề chính mình cũng xin nói lại, đó là cái ngành về chăm sóc sức khỏe, y tá, bác sĩ, chăm sóc người lớn tuổi. Họ đang rất là thiếu luôn, họ đang rất cần, vì vậy là cái cơ hội cao hơn. Rồi những cái ngành nghề như là nghề nghề bếp, nghề điện, và đặc biệt là cái nghề xây dựng. Tại vì nhiều người tới thì cần nhà cửa thì họ cũng sẽ cần rất là nhiều kỹ sư xây dựng và những người làm việc trong cái lĩnh vực xây dựng ha. Rồi nhóm ngành nghề cuối cùng là cái ngành nghề về công nghệ thông tin, về giống như là số hóa về. Thì nó cũng có cái nhu cầu khá là cao, tuy nhiên cũng không dễ ha. Thì ba nhóm ngành nghề cho mọi người tham khảo là như vậy. Và cái điều thứ hai mọi người phải làm á,
là nếu mà tiếng Anh nó yếu thì phải trau dồi cái tiếng Anh, và nếu mà có cái tiếng Anh rồi phải ở cái mức tốt, nhưng là CLB9, và cộng thêm cái trường hợp đó là nên học thêm cái tiếng Pháp nữa. Nếu mà làm được cái điều đó thì cơ hội mọi người sẽ tăng lên rất là nhiều, học được cái tiếng Pháp. Và một cái gợi ý cuối cùng cho anh chị các bạn là nếu mà chương trình định cư của liên bang mình thấy khó khăn quá đi, Express Entry hay cái khó khăn á, thì hãy tìm những cái tỉnh bang, những cái chương trình khác nó phù hợp hơn. Những cái chương trình của những cái tỉnh bang mà đang cần người thì mình hãy tham khảo và những cái chương trình đó để tăng cơ hội mình lên ha. Đó thì đó là ba cái gợi ý chính của mình ngày hôm nay dành cho anh chị các bạn, và cũng như là cái tình hình triển vọng định cư Canada trong thời gian sắp tới. Thì mình mong là những cái chia sẻ này nó có ích và cho mọi người có thể tham khảo và suy nghĩ để có một cái kế hoạch nó rõ ràng, tăng cái cơ hội của mình lên, để mọi người không phải là lãng phí cái thời gian, lãng phí cái tiền bạc, lãng phí cái công sức để đến Canada rồi đầu tư rất là nhiều rồi mà mình đến Canada mình không được cái mục đích thì cũng sẽ rất là buồn ha. Thì đó là cái chia sẻ ngắn cho cái clip ngày hôm nay. Chào anh chị các bạn ha. Quên, nếu mà mọi người chưa subscribe thì hãy subscribe giúp mình nha, để cho mình có thêm cái động lực mà làm thêm những cái video chia sẻ với mọi người. Ok, chúc mọi người một ngày tốt lành.